Sống khôn, đừng xây nhà quá to, đừng cho con quá nhiều. Kính chào quý vị đang theo dõi kênh Triết Lý Cuộc Sống. Không biết trong số quý khán thính giả đang theo dõi kênh, có ai không thích Tết hay không? Có ai lại không mong nhanh đến Tết để còn được về quê hay không? Còn đối với tôi, thì cả một năm tất bật với bao công việc, chớp mắt một cái, Tết cũng đã cận kề. Tôi cũng rất là mong đến Tết để có cơ hội được về quê, thư thả thăm hỏi cô, dì, chú, bác, anh em, họ hàng. Và quả thật, có vẻ quê mới hiểu cái sự khắc khoải của người già trong ngóng cháu con đến đáng thương mức nào. Ngoảnh đi, ngoảnh lại, dăm ba cái Tết cũng là lúc mà chúng ta sắp bước sang cái nửa kia cuộc đời. Tuổi già sòng sọc chạy đến quý vị ạ, lúc nào chẳng hay đâu. Nếu cách đây độ 50-60 năm trước, các thế hệ cùng chung sống trong một gia đình, người già nương tựa vào con cái, vui vầy cùng con cháu, có lẽ tuổi già không đáng lo lắng. Thế nhưng, xã hội phát triển, cuộc sống tam đại đồng đường, tứ đại đồng đường trở nên hiếm hoi. Trẻ lập gia đình, tự lo cuộc sống riêng, chỉ có những người già nương tựa với nhau mà thôi. Ở đâu? Ở nhà, ở viện dưỡng lão, và cũng theo đó thì các nơi như thế mọc lên như nấm. Dù ai cũng đầy cháu con cả, khi cảnh mẹ già tựa cửa ngóng con sẽ trở nên héo mòn vì vô vọng, và sự bận rộn bộn bề của cuộc sống sẽ khiến cho con trẻ trở nên vô tâm, thì có lẽ mỗi con người chúng ta cũng cần tỉnh táo hơn khi đã bước qua những ngày tháng hào hùng sôi nổi nhất của cuộc đời mình. Và đặc biệt, nên tránh ba sai lầm sau nếu không muốn tuổi già khổ sở trăm đường, nuốt nước mắt thay canh mà qua ngày đoạn tháng. Kính mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu và chiêm nghiệm về ba sai lầm dễ mắc dẫn đến bi kịch của tuổi già quý vị nhé. Ba sai lầm dễ mắc khiến tuổi già khổ sở trăm đường. 1. Xây nhà quá to, vượt quá khả năng tài chính hiện có. Người Việt Nam thì vẫn có tư tưởng xây nhà, cưới vợ, sinh con, được xem như là ba đại sứ của đời người. Ai cũng cố gắng dành dụm cả đời, thắt lưng buộc bụng để cố xây lấy cái nhà khang trang, vững chãi. Và cũng bởi tư tưởng ấy mà nhiều người xây nhà không phải mục đích là để xây nhà to để ở, mà chủ yếu là để nở mày nở mặt với bạn bè làng xóm. Trên trang Góc Tâm Sự dành cho tuổi già, có một người phụ nữ chân thật giải bày thế này: về hưu 10 năm, chị quyết định xây nhà. Thời gian đi làm thì số tiền dành dụm được chẳng đáng là bao. Lương hưu thì nếu ăn uống dè sẻn hà tiện cũng gọi là tạm đủ chi tiêu. Nhưng mà vì sắp cưới vợ cho con trai, nên chị đã tự đi vay ngân hàng để xây một cái nhà khang trang cho con trai, và cũng muốn để nở mặt với bên ngoài. Bản thân mình thì cũng được mát mặt với thông gia, bạn bè, đồng nghiệp. Thế là từ đó, chị như đeo gông vào cổ, xây lại cái nhà xong, đúng là cũng thấy được mát mặt khi mà thông gia khen là nhà bà to đẹp quá. Nhưng mà cưới vợ xong, vợ chồng con trai ra ở riêng cho tiện làm ăn, một mình bà cô đơn vò vỏ trong căn nhà quá rộng mà cứ thấy nơm nớp lo sợ trộm cướp. Rồi lại một gánh nợ ngân hàng đổ mạnh lên đầu, mà dù có dè sẻn thì khoản lương hưu cũng chẳng thể đủ cán đáng. Thế là cuối cùng chị lo quá hóa bệnh, rồi tuổi già ốm đau liên miên, còng lưng để mà dọn dẹp nhà cửa. Mát mặt trong giây lát, còn nợ nần dọn dẹp
thì khiến chị ngày càng say sẩm mặt mày, cơ thể héo hon, tinh thần tiều tụy. Cuối cùng, chị phải bán lại căn nhà để trả nợ ngân hàng. Mong muốn có một ngôi nhà khang trang, có thể nói là mong muốn chính đáng. Nhưng mà xây nhà quá to, vượt quá sức của mình thì có thể trở thành một gánh nặng. Tuổi già, tiền chi tiêu lấy từ tiền tích góp của những năm tháng sung sức nhất đời người. Tiền đó đổ hết vào việc xây nhà thì lấy gì mà sống? Đã già thì làm gì có ra tiền nữa để mà trả nợ? Đừng dạy gì mà thắt lưng buộc bụng, bóp mồm, bóp miệng. Dành tiền dựng lên một khối bê tông, sau đó lại phải còng lưng trả nợ. Vừa tự làm ô xin, lau chùi, quét dọn cả ngày. Rồi cuối cùng cũng ra ngoài cánh đồng, nằm lạnh lẽo trong sáu tấm ván, hoặc lại chui vào lò sành. Điều thứ hai, cho con cái quá nhiều. Người Việt ta có câu, hy sinh đời bố, củng cố đời con. Thế nên, nhiều người có bao nhiêu tiền của nã cho con hết, cho con tất cả tài sản mình có, còng lưng làm lụng để con được an nhàn, lo cho con từng bữa ăn giấc ngủ vì sợ con sẽ thua kém bạn bè. Lo cho con quá nhiều nên con cái chẳng biết tự lo gì. Có khi 30 tuổi vẫn chỉ là một đứa trẻ non thơ, biết phụ thuộc vào cha mẹ mà thôi. Vốn biết là cha mẹ luôn muốn bảo vệ con nhiều nhất có thể. Nhưng con cái đến tuổi lập nghiệp mà vẫn quen cái thói dựa dẫm, sợ hãi xã hội xô bồ, thì đến lúc cha mẹ không còn ở trên đời thì sẽ trở thành kẻ ăn bám của xã hội, đúng không? Làm bố mẹ, tất nhiên phải hy sinh tất cả cho con. Nuôi con đến 100 tuổi thì lo lắng suốt 99 năm. Đây đều là những tư tưởng có phần sai lầm, cần phải thay đổi. Con cái, chúng có phúc phận của chúng, chúng có cuộc đời riêng của chúng. Là bậc làm cha, làm mẹ, thay vì cố gắng làm mọi thứ để mà lót đường cho con, thì hãy cố gắng dạy dỗ chúng nên người, sống tự lập và làm chủ cuộc sống của chính mình. Dù thương con đến như thế nào, thì cha mẹ nên để con được vấp ngã, được chông chênh một chút với cái cuộc đời này. Có như thế, con cái mới hiểu được cái đạo lý, mới có cơ hội được lớn lên, được trưởng thành, được va vấp. Từ sự va vấp đó, biết yêu thương, thấu hiểu, đồng cảm và nhìn thấy cuộc đời này, chúng ta cần phải làm gì theo đúng sứ mệnh của chúng. Và thứ ba, tự móc túi mình khi vào bệnh viện. Có những người dành cả đời để suy ngẫm làm sao có đủ tiền để sống an yên tuổi già, để rồi đến cuối đời lại chỉ mong sao có đủ tiền để trả viện phí, trả tiền thuốc men. Làm việc cực lực cả đời, cuối cùng chỉ mong có được một chỗ nằm trong bệnh viện chăng? Nhiều người có suy nghĩ, bản thân mình khỏe mạnh sẽ không xui xẻo mắc phải bệnh hiểm nghèo. Thế nhưng, ai nắm tay được từ tối đến sáng đâu? Ai có thể gieo trước và biết trước được phúc họa ngày mai đâu? Chỉ đến khi thực sự có chuyện không may xảy đến với sức khỏe mới thấy hối hận. Sao mình không biết đầu tư vào bảo hiểm, bớt đi vài chén rượu, bớt đi vài cuộc vui để dành một khoản cho sức khỏe của mình. Còn nếu không may ốm đau cần tới, lúc đó không cần phải lo lắng bởi tiền trong túi vẫn còn. Tuổi già như vậy, há chẳng phải rất thảnh thơi và thư thái biết bao nhiêu, chẳng phải đang hưởng phúc hay sao? Quý vị thân mến, thời gian thì như bóng cau qua cửa sổ, tưởng cuộc đời rộng lắm, ngoảnh đi ngoảnh lại
đã thấy ra mùi tóc sương. Bước sang tuổi 50-60 thì nhiều người giật mình và cảm khái rằng cuộc đời vô thường ngắn ngủi, thanh xuân vừa đến bỗng vụt mất, tuổi già đã ào ào tự đến bao giờ, và bao nhiêu lo âu thì đã gõ cửa cuộc đời. Cổ nhân nói chẳng sai, người không biết lo xa thì ắt sẽ buồn gần. Vâng, rõ ràng cuộc đời ngắn ngủi vô thường. Người Việt ta thì vẫn than thân trách phận rằng vui ngắn chẳng tài gan. Chính vì vậy, mỗi người chúng ta nên biết trân trọng những ngày tháng được sống trên cõi đời này. Mỗi ngày trôi qua phải là một món quà đầy ý nghĩa và hạnh phúc. Và để những ngày tháng tuổi già không nhàm chán và cô quạnh, và để những ngày tận cùng của cuộc đời này vốn dĩ vẫn tươi đẹp và rực rỡ như những ngày đầu tiên khi ta bước vào sinh mệnh này. Và tôi cũng mong muốn rằng các cô, các chú ở bậc tuổi già sẽ có một cuộc sống mỹ mãn, an vui, không như ý thì cũng cát tường. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả ở những video tiếp theo.